Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học có nói không ai có thể hiên ngang chạm tới thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại hay không. Trời sinh mỗi người một số mệnh, có người sinh ra sung sướng đủ đầy nhưng lại không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có những người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng bù lại được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ được trở mình thoát khỏi kiếp nghèo đói. Từ đó cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống sẽ có phúc họa sung sướng khổ đau được gieo tới. Mỗi người đều sẽ có cách riêng để đón nhận. Xem tử vi năm 2021 cho thấy nam tuổi Tân Dậu chỉ cần kiên trì vượt qua thử thách thái tuế và dịch bệnh, bản mệnh sẽ có cơ hội đổi đời giàu sang, cuộc sống về sau sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi, mưu sự đều có quý nhân trợ lực, tiền của nhiều như núi tiêu ba đời không hết. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Tân Dậu liệu có gặp được quý nhân nào hay không? Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem vận trình tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Năm 2021 cho thấy nam mệnh tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế. Sang năm Tân Sửu xuất hiện bố cục Sửu Dậu bán hợp kim cục trợ mệnh, thiên can là tỷ kiên. Có thể nói, trong năm 2021, vận khí của bản mệnh hành thông đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá ở nhiều phương diện. Sự nghiệp năm 2021 của bản mệnh sẽ có nhiều may mắn, thuận lợi hợp tác, mưu sự có quý nhân trợ lực. Hơn nữa, bạn là người có mục tiêu nên năm nay bạn sẽ chủ động kiếm thêm những đột phá trong sự nghiệp, tạo hứng thú trong công việc hơn. Tài lộc của bản mệnh trong năm cũng gặp nhiều may mắn, mưu sự dù lớn thế nào cũng dễ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư đều thắng lớn. Về tình cảm cũng trở nên thuận lợi, gia đạo yên ổn, tình duyên thắm sắc. Người đang còn độc thân, năm nay cũng sớm lấy được vợ, các cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Để có một năm phát triển rực rỡ, thầy Gia Cát khuyên tuổi Tân Dậu hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quỷ nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn trên con đường sự nghiệp, biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hanh thông và thành công hơn trong năm 2021. Sở dĩ vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú. Mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La, Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng, phần trên của vật phẩm là một bông bạch liên hoa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 tuổi Tân Dậu nam mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính là tài lộc, công danh, tình duyên và sức khỏe. Từ đó các bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Thứ nhất là về mặt sự nghiệp. Năm 2021 Tân Sửu, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 xuất hiện bố cục Sửu Dậu bán hợp kim cục,
thiên can là tỷ kiên. Sự nghiệp của người tuổi Dậu như được vẽ màn mây mù che phủ, hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ cũng đều có gặt hái thành quả tốt đẹp. Trong năm, bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cấp trên trợ lực thăng tiến. Chức vụ tăng lên, các chính sách đãi ngộ cũng theo đó mà tăng theo. Càng phấn đấu nhiều thì bạn sẽ càng nhận được nhiều may mắn hơn. Dù có thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ đại diện cho thể lực ngầm che phủ ý chí, những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, đừng nản lòng mà hãy kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Bên cạnh đó, bạn hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại và chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ cho con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi và thành công hơn trong năm 2021. Thứ hai là về mặt tài lộc. Tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng dự báo tài vận năm mới không tồi. Bạn nhận được những khoản thu từ sự đầu tư của mình, các hạng mục sẽ sớm sinh lời trong năm Tân Sửu. Bên cạnh đó, tự bản thân tuổi Tân Dậu nam mạng cũng có nhiều lần chủ động đi tranh cơ hội kiếm tiền và phần lớn đều đạt được lợi nhuận cao. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc. Điều đó có nghĩa là tuổi Tân Dậu không chỉ kiếm được việc đầu tư mà trên phương tiện tiền thưởng, tiền lời cũng được rất nhiều, cho nên vận thế cũng xem như là phát tài. Đồng thời, nhiều lúc Tân Dậu nam mạng còn nhận được lộc từ quý nhân trong năm 2021. Có thể nói, trong năm 2021, con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước. Trái lại, xuất hiện nhiều cơ hội mới. Quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng nghỉ. Để có thể kích tài lộc lên thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Tân Dậu hãy đeo pháp khí nhà Phật bát bảo tâm kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021 này. Thứ ba là về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng dự báo tuy không có sao đào hoa nhưng thái tuế gặp Dậu kim sinh tam hợp kim cục nên nhân duyên của bạn không quá tệ. Hơn nữa, ở độ tuổi 40, nam mạng sinh năm 1981 vừa có sự nghiệp thành công, tài phú đề huề cho nên rất có sức hút với người khác phái. Tử vi dự báo đến giữa năm, mị lực của bạn khiến cho bạn có rất nhiều vận đào hoa. Người tuổi Dậu có gia đình, nhìn chung là gia đạo yên ổn, ít chuyện cãi vã hay lo lắng. Tuy nhiên, đối với người đã có gia đình, chúng ta nên tỉnh táo trước các mối quan hệ khác giới. Còn đối với người độc thân thì đây là cơ hội để bạn tìm kiếm một nửa kia của đời mình. Dù sao, đến năm 2021, nam mệnh tuổi Tân Dậu cũng không còn quá trẻ, bạn cũng cần phải nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Để có thể cải vận tình duyên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Đồng thời mong rằng năm 2021, những người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Tử vi năm dự báo tuổi Tân Dậu trong năm 2021 gặp thái tuế sẽ tạo thành cục diện tam hợp kim cục cùng thái tuế tương sinh là phúc lộc tinh. Vận mệnh của bản mệnh, sức khỏe tương đối tốt, dù có gặp khó khăn thì cũng nhanh chóng tìm ra phương pháp trị liệu. Năm mới, tuổi Tân Dậu có công việc ổn định, có của ăn của để cho nên sức khỏe được tăng lên, vì thế mà sức khỏe của bạn đều được nâng cao. Nam mệnh có thể chọn cách tập thể dục để thân thể cường tráng, tránh khỏi bệnh tật. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông cũng được biết đến là một trong những rủi ro nguy hiểm đối với người tuổi Tân Dậu nam mạng có thể gặp phải trong năm mới, cho nên bản mệnh phải cẩn thận hơn mỗi khi tham gia giao thông. Ngoài ra, bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn.
Đồng thời khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ sao hạn của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Nam Mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp nhất. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Đầu tiên là vận hạn năm 2021 của tuổi Tân Dậu Nam Mạng. Trong năm Tân Sửu sắp tới, tuổi Tân Dậu gặp phải hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Khi đi đường, nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá, rất dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn thường xảy ra là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tiền bạc và sức khỏe. Chính vì vậy, tuổi Tân Dậu tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, cho dù là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy, không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan tới lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn, kẻo sẽ bị tai nạn, cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Đặc biệt, bản mệnh luôn luôn phải cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Tân Dậu Nam Mạng. Tuổi Tân Dậu Nam Mạng trong năm 2021 là 40 tuổi, bị sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chiếu mệnh nam nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Đặc biệt là nam mệnh sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp. Nếu đang trong độ tuổi kết hôn, có thể lập gia đình. Với nữ mạng, nếu được sao Thái Âm chiếu mạng, sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, giành lợi lưỡng toàn, sinh con đẻ cái. Người làm việc liên quan tới bất động sản, tu sửa sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều rất cát lợi. Người được sao Thái Âm chiếu mệnh, cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Nếu sao Thái Âm hãm địa, đồng cung với Văn Khúc thì phần lớn làm nghề tự do. Sao này mất ánh sáng ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. Trong lúc đó, Dậu, Tuất, Hợi, Tý là miếu địa, vượng địa. Vừa rồi quý vị và các bạn đã lắng nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Tân Dậu Nam Mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo, thì quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh Phong Thủy Lộc Tài để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.